Câu 3 này thì cũng là một câu dễ trong cái đề K2 ngày 9 tháng 6. Tuy nhiên thì cũng cần phải lưu ý là dễ nhưng lại rất dễ nhầm. Vì nếu mà các em chú ý là chúng ta phải đạo hàm đến tận cấp 2. Nên là cái việc chúng ta đạo hàm liên tiếp như thế thì đối với hàm 3 biến này sẽ rất dễ nhầm. Thì đầu tiên chúng ta sẽ đạo hàm V kép 2 phẩy theo Y Z. Thì tất nhiên thì theo quy tắc thì chúng ta phải đạo hàm hàm V kép phẩy theo Y, sau đó thì đạo hàm tiếp theo biến Z thì chúng ta thu được biểu thức như trên này. Thì ở ý tiếp theo chúng ta phải đi đạo hàm hàm V kép theo biến Z, đạo hàm cấp 2 theo biến Z. Với đó thì chúng ta cũng làm tương tự. Ở đây thì cũng cần cái bước cái ý cuối này thì để chúng ta có thể kiểm tra lại được cái kết quả mà đã thu được từ câu trên. Thì ở đây chúng ta nảy sinh ra một ý tưởng, đấy là chúng ta không cần phải sử dụng đến cái bước làm câu trên nữa mà chúng ta có thể đi tính theo cái dàn ý này, tức là tính đạo hàm V kép phẩy theo Z và sau đó thì tính đạo hàm hai lần theo biến Z và đạo hàm hai lần theo biến đạo hàm V kép 2 phẩy Z và theo ZY. Thì chúng ta có một cái đẳng thức, đấy là V kép 2 phẩy theo ZY thì nó bằng V kép 2 phẩy theo YZ.